Như chúng tôi đã phản ánh trong phóng sự kỳ trước, do quản lý yếu kém không chỉ dẫn tới tình trạng phá vỡ quy hoạch vùng nguyên liệu mà còn dẫn tới tình trạng tranh mua tranh bán, chuyển nhượng đất đai trái phép ở xí nghiệp chè Tháng 10, huyện Anh Sơn. Đây cũng là thực trạng chung của các xí nghiệp chè trên địa bàn huyện Thanh Chương hiện nay. Vậy chúng ta thử tìm nguyên nhân tại sao hầu hết các xí nghiệp trực thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư phát triển chè Nghệ An lại hoạt động kém hiệu quả đến như vậy. Một cảnh tượng buồn bao trùm khắp xí nghiệp chế biến và dịch vụ chè Thanh Mai. Trụ sở cũ nát, những dãy nhà cấp 4 được xây dựng từ những năm 70 của thế kỷ trước đã xuống cấp trầm trọng. Khó ai có thể tưởng tượng nổi hệ thống nhà xưởng chế biến tồi tàn với dây chuyền máy móc cũ kỹ, công nghệ lạc hậu như thế này đến nay vẫn còn tồn tại. Chính vì vậy, mặc dù đứng chân giữa vùng trồng điểm chè, nhưng xí nghiệp chè Thanh Mai với 170 cán bộ công nhân được giao quản lý gần 700 hectare vùng nguyên liệu chè vẫn không có nguyên liệu để sản xuất. Ở đấy thì nói tâm cán bộ công nhân viên sự nghiệp thành cái tâm đồng hàn chế. Cái đấy thì móng muộn thì ở đấy thì móng muộn là được một cái xưởng công nghệ là hiện đại mới đủ sức để cạnh tranh với tư nhân bên ngoài. Một nghịch lý là trong khi xí nghiệp chè Thanh Mai không có việc làm thì tại các xưởng chế biến mini trên địa bàn xã Thanh Mai, cảnh mua bán, chế biến luôn diễn ra tấp nập. Trên địđịa bàn xã Thanh Mai hiện có tới 13 xưởng chế biến chè, trong đó có 5 xưởng lớn, bình quân mỗi xưởng chế biến được 20 tấn chè búp tươi một ngày, công suất lớn gấp đôi so với xí nghiệp chè Thanh Mai. Thế nhưng, các xưởng vẫn có đủ nguyên liệu để hoạt động tối đa công suất. Lý giải về điều này, bà con cho biết, do giá xí nghiệp thu mua không cao bằng thị trường chợ đen, như thời điểm này, 1 kg chè búp tươi xí nghiệp thu mua chỉ 40.000 đồng, thì tư thương đã mua đến 48-50.000 đồng 1 kg. Nó phải tiền tươi thóc thật là chúng tôi đổ xuống đấy là cân xong lại là cái chủ xưởng là tịnh xong là trả tiền chúng tôi là về. Nhà mình cơ chế gòn, một chủ là một, hai nữa là cái cơ chế của mình là mua bán là tiền liên. Thanh Chương là huyện trọng điểm nguyên liệu chè với trên 4.000 hectare chè kinh doanh. Trong đó, 3 xí nghiệp chè Thanh Mai, Hạnh Lâm và Ngọc Lâm trực thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư phát triển chè Nghệ An được giao quản lý khoảng 1.500 hectare vùng nguyên liệu chè. Điều đáng nói, ngay từ khi thành lập, chuyển đổi theo quyết định số 3201 của Ủy ban Nhân dân tỉnh do không có hợp đồng pháp lý ràng buộc với các hộ nhận giao khoán, nên người dân thích thì bán cho xí nghiệp, không thích thì thôi. Ngược lại, xí nghiệp cử cán bộ đến từng hộ dân giám sát, ép bán nguyên liệu, tạo bức xúc trong người dân. Bên cạnh đó, cũng như xí nghiệp chè Tháng 10 Anh Sơn, tại vùng nguyên liệu chè ở Thanh Chương, việc chuyển nhượng trái phép đất đai, xây dựng nhà ở, công trình kiên cố đang có chiều hướng gia tăng, nhưng các xí nghiệp không thể xử lý sai phạm. Bởi các xí nghiệp chỉ quản lý trên hình thức, không có chức năng quản lý nhà nước. Rõ ràng, với cơ chế vận hành không đổi mới, cộng với quản lý yếu kém, đã làm cho các xí nghiệp lâm vào tình trạng sống dở, chết dở. Thực trạng này đã kéo dài nhiều năm nay ở hầu khắp các xí nghiệp. Thế nhưng đến nay, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư phát triển chè Nghệ An vẫn chưa hề có động thái gì. Chúng tôi nghĩ rằng là để cái chè đứng vững trên đất Thanh Chương cũng như là các cái công ty tiếp tục trở nên là vững mạnh, làm cái ba đỡ cho người trồng chè thì nên nghiên cứu thì tìm hiểu cái nguyên nhân vì sao mà cái tỷ lệ thu hút vào các cái sự nghiệp này đạt thấp để có cái điều chỉnh. Để tháo gỡ khó khăn cho các sự nghiệp, thiết nghĩ ngành chè Nghệ An cần sớm đưa các giải pháp đầu tư hữu hiệu nhất, tập trung nội lực để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thực hiện đảm bảo quy hoạch vùng nguyên liệu, quản lý tốt diện tích đất giao khoán. Điều cốt lõi nhất hiện nay đó là cần phải có sự đổi mới cơ chế vận hành của các xí nghiệp. Về phía người dân cũng đang mong chờ sớm có sự đổi thay về cơ chế chính sách để yên tâm đầu tư lâu dài vào cây chè.